Good morning cả nhà. Sáng sớm là Dung ra ngoài vườn rồi. Giếng này mưa quá cả nhà ơi. Hôm nay Dung muốn chia sẻ với cả nhà là Dung chăm sóc hành. Dung xới đất. And Dung bón phân. Dung trồng được hai loại hành. Cái này là hành hương. Hành hương là hành Việt Nam. Thơm lắm cả nhà ơi. Thơm lắm. Còn cái giống hành này á là Dung mua ở chợ Lào. Mà Dung không biết gọi tên giống hành gì. Mà sống khỏe mạnh lắm cả nhà ơi. Đây 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 đây, Dung có cái giống hành đây. Dung có cái giống hành đây. Dung có cái giống hành này. Mà Dung không biết gọi tên là cái giống hành gì. Ông bà cô chú bác anh chị em nào biết cái tên gọi thì cho Dung biết. Thank you. Chỗ hành này là Dung trồng sâu cái chỗ hành của hành hương. Trồng sâu 10 ngày. Mà sống khỏe mạnh quá trời luôn. Mà dở sống lắm cả nhà. Dung trồng thử trong nhà luôn. Dung trồng thử trong nhà luôn mà sống khỏe mạnh luôn. Ở chỗ Dung là cũng gần tới mùa đông rồi, lạnh lẽo lắm. Ví dụ các bạn nào muốn trồng hành á, mình trồng trong nhà mình đỡ, mình ăn lá là cũng hứt lắm. Tới mùa đông là ở Bắc Nha Ly hành bắt lắm cả nhà ơi. Dung trồng trong nhà này. Cái này, cái phong trên này á, Dung giữ lại, Dung trồng được bụi hành vô luôn, dễ thương quá. Ngày mai là cũng là ngày phong kia Halloween rồi. Halloween là ngày lỡ ma. Phong trên Dung chúc cho các em bé được xin kẹo được nhiều và vui vẻ. Look cute. Chùa nó có cỏ trong này luôn ha. Có rêu luôn, nó mọc trong này luôn. Mọc rêu, ô. Có mấy bự gà mọc trong này luôn. Mùa đây mùa lạnh rồi, nhất gà nó không mọc được. Không có sống nổi đâu. Dung vỗ cỏ trước hết xong rồi Dung như xới đất, Dung bỏ phân. Ôi cái anh này ha, anh này cũng rộng một lượt luôn rồi. Mà anh này không lên. Anh này cũng rộng lượt mà khỏe mạnh luôn mà anh này không lên. Anh này chắc là biết ăn rồi, là biết ăn là biết ngủ rồi. Không lên thì Dung có thời gian Dung chăm sóc nhiều hơn chút xíu. Anh này khỏe ghê. Giống hành này sống khỏe mà. Mà dở trồng nữa luôn cả nhà. Nhung nhố có mấy cái này. Cái này là lá cũng thơm lắm. Cái lá hành nó cũng thơm lắm. Dung bưng cái này Dung vô Dung xới. Dung xới đất. Dung xới đất thì hai ngày hai lần mỗi tuần. Rồi hai tuần là Dung bón phân vào. Dung học ở kinh nghiệm ở ba. Hồi xưa ở ba Dung á, trồng hành nó tốt lắm cả nhà.
Ba Dung có thời gian chăm sóc, ba Dung có kinh nghiệm, hành đó trồng tốt như lúa vậy đó. Con cảm ơn ba. Con học ở ba, con cố gắng con giữ gìn cái vườn rau của mình đó, mỗi ngày đó càng là tốt hơn. Cũng Dung cũng có các bạn á, bạn của Dung á hỏi Dung á, do đam mê trồng trọt làm vườn rồi giống ai. Giờ các bạn biết là Dung giống ai rồi. Dung xới lên hết, xới gốc hành nó thích xới gốc lắm các bạn, xới xong rồi 4 phân. Mà các bạn muốn mà mình ăn hành củ mà củ đó bự á, lớn á, thì cứ mà mình tước lá là củ nó lớn. Còn các bạn muốn mà thích mình ăn hành lá không á, là mình cứ cắt hành lá, cắt cái lá, cắt xong rồi lá nó lên nữa. Dung hiện giờ là Dung đang trồng mà đang thích lấy củ. Để giờ thành Dung không có cắt lá. Dùng xới đất xong rồi Dung 4 phân vào. Mà Dung dùng một loại phân gà. Dùng loại phân gà, hành nó thích phân gà lắm cả nhà. Phân gà Dung mua ở Home People. Theo bộ Dung bỏ xung quanh gốc của gốc hành. Hành á, phân gà là xới gốc xong bỏ phân là nó lên tốt mê luôn. Giúp cô thấy có bạn nào nó eo uột không? Bạn này hơi eo uột à. Bạn này nó hơi eo uột thì Dung chăm sóc nhiều hơn chút xíu. Bạn này cũng trồng lượt luôn rồi, chứ bạn này nhõng nhẽo rồi. Bạn này nhóm nhéo thì Dung trồng, Dung chăm sóc. Nó có mà lá úa là mình cắt bớt lá úa. Xong rồi Dung xới lên. Xới lên xong rồi Dung 4 phân gà vào. Xong rồi tưới nước là lên bê luôn. Hành hương, hành Việt Nam mình đó là nó hơi khó trồng hơn.
Chắc Dung nghĩ Dung đặt cái này là hành này hành Mỹ quá ta. Hành này hành Việt Nam. Hành này hành Mỹ. Này gõ. Ồ, gãi nó mọc luôn. Gãi nó mọc vô trong này luôn. Thôi Dung nhổ đi, mình giữ cả hành thì mình phải nhổ mấy cái này. Vô một rộng lượt luôn này mày. Ui da, cái này thương quá luôn ha. Mạnh khỏe luôn. Thương quá luôn. Cái này luôn. Ồ, hành Mỹ nè. Cái này đẹp là hành Mỹ luôn. Đi lá cũng thơm lắm các bạn. Lá hành cũng thơm luôn, củ cũng thơm, nhưng mà không có bằng hành hương Việt Nam mình. Hành hương Việt Nam mình là number one. Hành hương Việt Nam mình là number one mà cũng khó trồng. Vì Dung biết là hiện giờ Dung đang ở Cali á, là mấy tiệm Mỹ á, là người ta không có bán hành hương. Người Mỹ á, người ta không có ăn hành hương đâu, người ta ăn hành tây, hành đỏ mà hành trắng, hành đỏ mà cũng bự á. Ui da, thường quá luôn. Thường quá luôn. Ồ, bên trong cũng rồi. Dung ơi vô. Bên này trong này cũng được chọn hành này mà cũng hơi eo uột quá, chắc nó bị rập nắng rồi. Hành nó thích nắng. Hình thích ánh nắng. Dung xới sao mọi Dung à. Xới sao bộ như bón phân xong Dung tưới nước. Tưới nước. Dung ra Dung lấy ngay. Dung ra Dung lấy ngay dày nước. Dung ra Dung lấy cái dày nước, Dung xới, Dung tưới nước. Ui dạ, còn mấy cái hồng nữa, thương quá, lủng lẳng kia. Mấy hồng để dành về cho em Tùng, em Tùng về em Tùng hái. Dung xới đất 4 phân xong rồi Dung tưới nước. Tưới xong rồi bắt đầu là này màu nó lên tốt luôn. Ồ, nó dướng cái bụi bông này ta. Cái dòi nó bị dại, nó dướng cái bụi bông. Sợ gãy bụi bông này. Sợ gãy bụi bông quá. Dạ. Được rồi. Dung cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh Dung Richmond. Dung chúc cả nhà một ngày thật là bình an. Thank you. Bye cả nhà.